Chào mừng các bạn quay trở lại với Nershop. Hôm nay cùng mình chế chiếc xe điều khiển có tích hợp camera để theo dõi hành trình nhé. Lúc xưa mình cũng đam mê chế xe điều khiển lắm nhưng mà không có cơ hội. Thì hôm nay cuối cùng mình cũng thực hiện được cái ước mơ của mình rồi. Để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một mạch thu phát Wi-Fi ESP32CAN, một mạch điều khiển động cơ L298N, một mạch chuyển USB sang TTL, bộ khung xe robot 3 bánh, 2 pin 18650, một hộp pin 2 cell có công tắc. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đấu nối và lắp đặt. Sơ đồ các bạn có thể tham khảo tại đây. Đầu tiên mình sẽ lắp phần khung xe. Để làm cốt cho ST32 này thì mình sẽ sử dụng mạch chuyển đổi USB sang TTL. Đầu nối xong, các bạn lên trình biên dịch Arduino. Tiếp theo là vào phần tool, chọn bo AR Thinker ESP32 CAN. Sau đó chọn cụm COM mà các bạn đã cắm. Ở đây mình đang sử dụng cụm COM 11. Và nhấn upload. Sau khi upload xong thì hệ thống sẽ scan ra được địa chỉ IP. Mình chỉ cần đăng nhập địa chỉ IP là có thể vào được giao diện điều khiển. Giờ thì lắp pin vào và chạy thử thôi.